đã xuống đã được được trên lên xuống quay lên hay quay xuống gắn sau gắn xuống thì gắn lên thì anh gắn xuống thì gắn lên ôi hồi tới luôn bắt nào gắn đó gắn dưới đi gắn dưới đi chịu khó chạy về rửa mốt chén đổ lên chơi được đúng không cái bát mà hôm qua mình mang qua chỗ ấn khoa 2000 years later. Này nhìn nó đang gắn làm gì? Mâm 8 cây. Chết mẹ rồi nha. Anh nhìn lắm rồi đó. Á, à, người vô không có được nữa. Được hả? Ừ. Anh chỉ sợ không có. Nhìn nó đang gắn 8 cây vậy. Má à, thấy không? Má à, cái sợi con heo đó. Đang rồi. Cái con heo gắn vô nó cả luôn nè. Quên đủ, quên dặn em là 8 cây gắn qua cho thằng này riêng không có được. Tại vì cái mâm 8 cây cái đùm gì nó nhỏ. Nghe bảo là con heo không cắt được hay là cái bát. Đồ má, cả rồi qua đây nhìn nè. Cả dĩa nè. Cái đồng. Thấy không? Tại vì cái đồng của thằng bán cây nhỏ xíu à. Đồ má giờ em mua bát nữa ta. Chết mẹ mà căng dữ. Bây giờ là má căng dữ cuốn này đồ má chết ra luôn rồi chỉ sợ cái bát bị em bán được không cái bát gắn mầm viên nó cái bát với cái mầm viên nó sẽ lên gì nè phải không nó hơn khoảng chắc khoảng nửa phân á nó mới không cạy cái đùm này chết luôn. The next day. À, là cái bát đó là của 8 cây. Thế là hôm qua đang tính gắn á, là giữa chừng là ướm vô thấy mẹ nó dướng ngay cái đùm nè các bạn. Dướng ngay cái đùm nè. Thế là em phải đi đổi cái bát đó chỉnh sang cái bát này. Đó cho nên là ví dụ anh em nào mà mua heo đem bồ cũ á, anh em cũng phải để ý cái này thôi. Tại vì có nhiều anh em mà đi mâm cái đùm nó bé mà các bạn gắn về cái bảng đùm nó to nữa mà đâm ra cuối cùng là gắn được đó nên còn lưu ý điểm đó ha tại vì mình dính vớt hôm qua mình mới dính vớt xong nay mới đổi luôn nè rồi tiếng gì vậy không có đâu đây em gì bát gì tháo ra anh em ha cũng phải gắn lên nhìn được đẹp trai luôn rồi đúng không? Này em phải đi dĩa 245 rồi. 245 à? Cái dĩa này dĩa bé hơn hay sao? Bé như em chưa xuống hết đúng không? Nó chưa ăn hết. Giờ 245 bự ra đây xíu rồi. Rồi nó ăn hết. Thì tính ra là phải lên dĩa rồi. Lên dĩa nào anh ấy thắng à? Nè cái dĩa xe đó đó. Đi ra ngoài coi cái dĩa sau á. Tiến về Sài Gòn luôn nha, giải phóng miền Nam nha. Lại thì bù với em nữa. Đó, đó, đó. Đó. Trời.
cái dĩa mình đó thì hiện tại nó mà chạy thì nó sẽ không ăn hết búa đâu các bạn, nên là phải phải lên dĩa to hơn. Đó thì chắc sang tuần đi, sang tuần ghé rồi nhờ anh Tiến Khoa lên cho dĩa thắt luôn. Ê thắt nè, nếu mà cái dĩa nó to hơn, to hơn ủa dĩa thắt nhiêu anh, 255 à? 245 à? Quay qua mưa rồi đây nè. Ở dĩa trước anh em à. Xui rồi các bạn ơi. Mình gắn con heo này hai lần luôn mà lần này cũng dính mưa. Mà may cũng gắn lên rồi, chứ không giống hôm bữa là hai lần ngò vô trong ngó hết buổi rồi về. Mình sẽ trải nghiệm nó rồi cũng sẽ quay đánh giá chi tiết cụ thể cho anh em ha, để anh em nào mà có ý định lên cái món này thì có thể tham khảo. Tại vì mình thấy lên cái món này cũng cần thiết, tại vì nó an toàn mà. Heo hay biết nó an toàn hơn. Còn kiểu này chắc tí em đạp dùm cho được, nhớ thấy mẹ. Hiện tại anh Khoa đang lấy áp lực dầu này ha. Tại vì khi mà các bạn tháo dây dầu, bạn hay dây dầu hay là làm sao mà các bạn mở miệng dầu á thì không khí nó sẽ vô và nó áp lực dầu nó sẽ mất, cho nên là các bạn phải gọi là lấy áp lực dầu lại kết hợp với xả gió ha. Khi mà các bạn đạp á, áp lực dầu nó đẩy xuống đây nè thì không khí là nó sẽ tập trung về đây, tại vì không khí là nó nhẹ hơn dầu, nó sẽ nổ ra đây. Khi mà các bạn xả ra thì cái mà lượng không khí nó ra hết ha. Nó cũng biết là làm cho cái khi nào mà không còn không khí bên trong á, chỉ toàn dầu không á, thì nó mới đảm bảo được cái lực thắng. Nếu mà các bạn không chú ý cái điểm đó thì nó sẽ nguy hiểm ha. Hết rồi hả? Khoa đang rồi tích cực đạp đúng không anh? Tích cực quay đạp, quay gọi là quay tay cực đạp thôi. Mùa gió quá gắn con heo cực mấy lần người ta luôn. Heo chắc đủ heo thì mới nuôi chắc heo nái quá. Hôm nay mình quay bằng câu 7 hả các bạn ha. Tại vì nãy đi cầm cái điện thoại mà cuối cùng lại quên mang cây chống rung. Thâm ra là phải quay bằng cái câu 7, mà tính ra quay bằng câu 7 lại lợi. Trời mưa này không sao, chứ còn nãy giờ cầm điện thoại ra là này, coi chừng dính nước rồi. Và tiến hành xả nước ra nè các bạn. Xả gọi là xả gió. Đó thì tiến hành làm như vậy cỡ 3-4 lần. Đó. Cỡ 3-4 lần để cho nó có lưu ký ra nè. Tiến lên khỏi xã bạn đi. Đây, tích cực rồi đạp nữa các bạn.
đúng không? Gần gần nữa đó. Luôn. Luôn. Còn dầu không? Đổ hơi tí rồi. Tạm hết rồi. Má chứ bao giờ canh dầu heo canh bò mà khổ như vậy không? Mưa gió rồi luôn. Xe làm gì đi em, cho anh đầu tư mua cái vụ á. Dạ. Thử luôn. À, các bạn thấy quay vlog mà làm lên heo khổ không? Các bạn thấy khổ thì cho mình một đăng ký, một like các bạn ha. Quá ướt rồi. Hai gì? Cái tổng vậy? Đúng rồi. Cái bát này nè, em nhìn cái bát nha. Đúng rồi. Không nè, không viên. À, quá nhẹ luôn đúng không? Thôi đó. Không nhẹ. Ủa, canh ghê ta, đừng có canh 15 phút hồ vậy đâu. Canh để lẹ vô mưa, má mưa quá. Hỏi đi cái đĩa khác đi, đĩa này đi không được không? Ờ, thì để sang tuần đi. Này những này nè, thấy không, nó ăn có một miếng rồi. Ăn vậy muốn mày hư hết bố. Đúng rồi, nó hư bạn, đĩa này mình không đi được đâu, phải lên đĩa to rồi. Chắc tuần tới chắc ghé tí qua lại đĩa nắc này. To to rồi, nó ăn thì hết bố. Cái bài này thấy rõ không ta? Ờ, nó ăn có một nửa rồi nè. Có nghĩa là cái bố nó dài xuống dưới đây. Cái dĩa thì nó nằm có được một cái nửa cái bố à. Chạy lâu ngày á thì cái phần cái bố nó dày rồi đúng không? Thì nó ăn được có một nửa dưới à. Nó ăn được có một nửa dưới đây à. Nó ăn một nửa đây còn một nửa đây không có à. À, làm lâu ngày tới cái nó sẽ tạo ra một cái độ rơ giữa cái bố và cái dĩa của bạn. Thì các bạn hắn nó sẽ không còn ăn nữa ha. Cho nên các bạn cần lưu ý điểm này khi mà lên heo ha. Rồi giờ gắn vô xong rồi đó.